Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 02 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023, đặc biệt là giữ nguyên như kỳ thi năm 2023. Bộ chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước cụ thể bộ quy định rõ các môn thi trong quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong đăng ký để bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi các đơn vị đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi, điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Các quy định đối với thí sinh chỉ thi một hoặc hai môn thành phần trong bài thi tổ hợp, thí sinh tự do. Dự kiến kỳ thi sẽ vào tuần cuối tháng 6 năm 2024. Đề thi của kỳ thi 2024 sẽ nằm trong chương trình cấp trung học phổ thông, chủ yếu lớp 12 và có một số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 11.